Lời đầu tiên thì Bích Hồng và anh Đăng Huy xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý vị có mặt trong buổi tối đặc biệt ngày hôm nay. Và sau đây Bích Hồng và anh Đăng Huy xin được gửi tới toàn thể quý vị một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài hát Để Gió Cuốn Đi. Sống